Xin kính chào quý cô chú anh chị với tất cả các bạn. Hiện tại thì Berkman Trà Vinh đang có mặt tại đường Kim Tiền Nhận tại thành phố Trà Vinh. Hôm nay thì Berkman Trà Vinh tiếp tục quay một con đường mới tại thành phố Trà Vinh cho quý cô chú anh chị được xem. Và sẵn trong sáng hôm nay thì Berkman Trà Vinh sẽ cập nhật thông tin dịch Covid-19 tại tỉnh Trà Vinh vào sáng ngày 25 tây tháng 10 cho quý cô chú anh chị. Và để không cho quý cô chú anh chị chờ lâu thì chúng ta hãy cùng nhau điểm qua thông tin dịch Covid-19 tại tỉnh Trà Vinh vào sáng ngày 25 tây tháng 10. Kính thưa quý cô chú anh chị và tất cả các bạn, sáng ngày 25 tháng 10 thì tỉnh Trà Vinh ghi nhận là 52 ca nhiễm Covid-19. Trong đó thì thành phố Trà Vinh thì có 2 ca, huyện Càng Long thì có 3 ca, huyện Cầu Ngang thì có 6 ca, huyện Trà Cú thì có 9 ca, huyện Duyên Hải thì có 21 ca, huyện Châu Thành thì có 6 ca và cuối cùng là huyện Tiểu Cần thì có 5 ca. Trong số 52 ca này thì có 20 ca được sàng lọc trong cộng đồng heo với cô chú anh chị. Và 20 ca được sàng lọc trong cộng đồng được cập nhật vào sáng nay thì thuộc về huyện Duyên Hải, huyện Trà Cú và huyện Tiểu Cần. Và bây giờ mình sẽ thông tin chi tiết cụ thể như sau. Đầu tiên đó chính là thành phố Trà Vinh 2 ca, trong đó có 1 ca là F1 của bệnh nhân trước đó, có địa chỉ ở khóm 6 phường 9. Một ca là người từ ngoài tỉnh về địa phương đã được cách ly tập trung. Tiếp theo là huyện Càng Long thì có 3 ca, trong đó có 1 ca là F1 của bệnh nhân trước đó, có địa chỉ ở xã Đại Phước. 2 ca là người từ ngoài tỉnh vào địa phương và đã được cách ly tập trung. Huyện Cầu Ngang thì có 6 ca, trong đó thì có 4 ca là người từ ngoài tỉnh vào địa phương và đang cách ly tập trung. Một ca là được sàng lọc tại bệnh viện dã chiến số 1 và một ca được test nhanh dương tính tại phòng khám đa khoa Thiên Ân. Huyện Trà Cú thì có 9 ca, trong đó có 7 ca là người từ ngoài tỉnh vào vì địa phương và đang cách ly tập trung. 2 ca thì được sàng lọc trong cộng đồng, có địa chỉ ở xã Đại An. Huyện Duyên Hải thì có 21 ca, trong đó thì có 15 ca được sàng lọc trong cộng đồng, có địa chỉ ở xã Long Vịnh. 1 ca là F1 của bệnh nhân trước đó, có địa chỉ ở xã Long Khánh. Và 5 ca là người từ ngoài tỉnh vào địa phương và đang cách ly tập trung. Huyện Châu Thành thì có 6 ca, tất cả đều là người từ ngoài tỉnh vào địa phương và đang cách ly tập trung. Huyện Tiểu Cần có 5 ca, trong đó có 1 ca là người từ ngoài tỉnh vào địa phương và đang cách ly tập trung. 1 ca là được test nhanh sàng lọc tại phòng khám đa khoa Thiên Ân. Và 3 ca được sàng lọc trong cộng đồng, gồm 1 ca ở Tập Ngãi, 1 ca ở Hiếu Trung và 1 ca ở Ngãi Hồng. Kính thưa quý cô chú anh chị và tất cả các bạn, như vậy là tính đến sáng ngày 25 tây tháng 10 thì tỉnh Trà Vinh ghi nhận tổng cộng là 2.348 ca nhiễm Covid-19. Trong số đó thì có 1.622 trường hợp đã được điều trị khỏi. Số ca đang điều trị và cách ly là 726 ca và ghi nhận 22 ca tử vong. Như vậy là quý cô chú anh chị và tất cả các bạn vừa nghe thông tin dịch Covid-19 tại tỉnh Trà Vinh vào sáng ngày 25 tây tháng 10. Nếu quý cô chú anh chị nào thấy hay và bổ ích thì đừng quên bấm một like và một nút đăng ký kênh ủng hộ giúp mình nha. Cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều và bây giờ mình xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video tiếp theo. Bye bye.